Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại Thịnh An Phát xin kính chào quý khách. Chúng tôi tự hào là đơn vị hàng đầu tại thành phố Hồ Chí Minh, chuyên nhập khẩu và cung cấp thép tấm chịu nhiệt A515, FB410, A516, FB540, Q345R, thép hình chữ HUIV, thép ống đúc, ống han, thép ống mạ kẽm, thép tấm cán nóng, SS400, A36, S355, Q325, Q235, Q345B, S275, S355G, A572, thép tấm, thép tròn đặc chế tạo cơ khí, SB, SCM440, SCR440, F45C, S50C, SKD11, SKD61, 2083, SUG, thép tấm gân chống trượt, thép đấm, thép tấm chịu mài mòn, 65G, 65MN, 65X, thép được nhập khẩu từ rất nhiều nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ukraine và nhiều nước khác. Ngoài ra, chúng tôi có nhận gia công thép tấm đa dạng độ dày theo quy cách và bản vẽ như cắt, chấn, cuốn ống, song phe, hàn tính, lò hơi, lò chịu nhiệt. Hãy liên hệ công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại Thịnh An Phát, website thepnhapkhau.com, email thepthinhanphat@gmail.com để được tư vấn thêm. Cam kết chất lượng tốt nhất, giá cả cạnh tranh, giao nhận và thanh toán nhanh chóng, thuận tiện, mang lại sự hài lòng cho quý khách hàng.